Kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin chuyên đề chung tay chống dịch COVID-19 của truyền hình Hậu Giang. Thưa quý vị, dịch bệnh COVID-19 đã diễn biến phức tạp hơn ở trong nước, do đó các yêu cầu chỉ đạo sẽ ở cấp cao hơn. Nếu dịch vẫn tiếp tục diễn biến xấu, lây lan mạnh mẽ trong cộng đồng thì phải có sắc lệnh cao hơn và nghiêm ngặt hơn nữa. Ngày 31 tháng 3, Thủ tướng tiếp tục ra chỉ thị mới quyết ngăn chặn dịch COVID-19. Cùng với các thông tin quan trọng sẽ có trong bản tin chuyên đề hôm nay. Lời hiệu triệu toàn thể dân tộc Việt Nam ta hãy cùng chung sức đồng lòng vượt qua mọi khó khăn thách thức để chiến thắng đại dịch COVID-19 của Tổng Bí thư Chủ tịch nước, đến hành động mới đầy quyết liệt của Thủ tướng trong ngăn chặn dịch COVID-19. Trong khi đó, đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp ở châu Á Thái Bình Dương. Thưa quý khán giả, toàn thể dân tộc Việt Nam ta hãy cùng chung sức đồng lòng vượt qua mọi khó khăn thách thức để chiến thắng đại dịch COVID-19 là lời kêu gọi của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng được phát đi vào chiều ngày 30 tháng 3. Lời hiệu triệu này gợi nhớ đến lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào cuối năm 1946. Sau 74 năm, cả nước lại được kêu gọi để cùng bước vào trận chiến, nhưng lần này giặc là COVID-19. Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý công bố dịch COVID-19 trên toàn quốc. Lời hiệu triệu và mệnh lệnh ngăn chặn dịch COVID-19 đã được Đảng, Nhà nước đưa ra và Chính phủ đang triển khai quyết liệt. Từ khi dịch bệnh bùng phát, Chính phủ ta liên tục đưa ra nhiều chỉ thị cũng như tần suất họp hội để bàn giải pháp ngăn chặn dịch. Tại cuộc họp thường trực Chính phủ chiều ngày 30 tháng 3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tinh thần là người dân tỉnh nào ở tỉnh đó, huyện nào ở huyện đó, xã nào ở xã đó, thôn nào ở thôn đó và nhà nào ở nhà đó. Người dân cả nước được khuyến cáo không ra khỏi nhà trừ trường hợp thật sự cần thiết. Hàng quán, cơ sở kinh doanh đều nhận lệnh tạm đóng cửa để tránh tụ tập đông người. Các chuyến tàu xe ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh cũng hạn chế để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm với các địa phương. Trong những ngày này, dễ bắt gặp hình ảnh đường phố vắng vẻ, xe cộ thưa thớt, xem ra người dân đã chấp hành nghiêm, một số nơi chưa ý thức được. Vẫn còn tình trạng tụ tập, không đeo khẩu trang và thậm chí là đổ xô đi tắm biển, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm. Bên cạnh đó cũng lên án hành động một số người bỏ trốn khỏi khu cách ly. Quán bar Buddha, quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội được xem là hai ổ dịch lớn của cả nước. Tuy nhiên, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá có thể an tâm về ổ dịch Buddha vì đã kiểm soát và cách ly số lượng lớn người liên quan. Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên thông tin hiện nay dịch đã chính thức chuyển sang cấp độ 3. Tất cả cơ sở y tế cần tập trung giải quyết hai vấn đề: phát hiện ca nhiễm ngoài cộng đồng. Phát hiện được rồi thì làm sao hạn chế lây nhiễm ra cộng đồng? Bệnh viện Bạch Mai thực hiện nội bất xuất, ngoại bất nhập. Quân đội đã lập bệnh viện giả chiến ngay trong bệnh viện này. Đến tối ngày 30 tháng 3, bệnh viện đã lấy mẫu xét nghiệm của 7.264 người, trong đó 6.650 đã có kết quả. Tất cả nhân viên y tế của Bệnh viện Bạch Mai âm tính với COVID-19. Hiện nay bệnh viện đã cách ly toàn bộ nhân viên y tế, bác sĩ, bệnh nhân của bệnh viện, chỉ cho phép những người có liên quan vào. Liên quan đến ổ dịch ở Bệnh viện Bạch Mai, hiện có trên 1.500 nhân viên y tế làm việc tại bệnh viện. Số này chăm sóc cho gần 800 bệnh nhân, hầu hết là bệnh nhân nặng. Khó khăn hiện nay đó là các bác sĩ đã bị cách ly hẳn, không được về và phải làm việc suốt thay vì có đồng nghiệp đổi ca như trước đây. Về nguồn lây bệnh, trong số 34 ca bệnh liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai thì đã có 23 người làm việc ở công ty Trường Sinh chuyên cung cấp suất ăn cho bệnh viện. Đây được nhận định là nguồn lây chính cho Bệnh viện Bạch Mai. Vậy cách thức hoạt động của công ty này ra sao đã dẫn đến hệ lụy? Sau đây là thông tin chi tiết. Ngày 30 tháng 3, trước lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu kiểm tra thông tin rõ về hoạt động của công ty Trường Sinh ở trong bệnh viện. Ông Chung cho biết đã hỏi kỹ giám đốc công ty Trường Sinh, hỏi 5 trong tổng số 23 người của công ty Trường Sinh làm việc trong viện. Từ đó khẳng định toàn bộ việc nấu ăn và cung cấp dịch vụ của công ty Trường Sinh này trực thuộc dưới sự giám sát của khoa dinh dưỡng Bệnh viện Bạch Mai. Giám đốc công ty Trường Sinh cho biết, hàng ngày có 7 nhân viên của khoa dinh dưỡng xuống kiểm tra từ nguồn nhập rau, thực phẩm, giám sát quá trình nấu nướng, giám sát chế độ dinh dưỡng để cung cấp cho bệnh nhân, người nhà, có tổ chức bếp ăn của bác sĩ, y tá, cán bộ trong bệnh viện.
Ông Nguyễn Đức Trung cũng cho biết, giám đốc công ty Trường Sinh nói công ty có khoảng 90 người làm việc ở bệnh viện Bạch Mai trong tất cả các bộ phận. Riêng bộ phận đưa nước sôi ở sát tường với bệnh nhân 86 và 87 là hai điều dưỡng của bệnh viện đã dương tính. Nhóm 23 người này tối ngủ cùng nhau. Giai đoạn từ ngày 10 đến ngày 18 tháng 3, tức là trước thời điểm phát hiện điều dưỡng dương tính, họ ngủ trong hội trường của bệnh viện. Sau ngày 18 cho đến ngày 25 tháng 3, tức khi có điều dưỡng dương tính, là ngủ trên bàn tại khu nhà ăn. Có nghĩa là lây nhiễm có thể do ngủ cùng nhau và chỉ nằm cách nhau có 80cm. Đến giờ, gần như số người này lây nhiễm gần hết. Còn đâu là nguồn lây COVID-19 cho những nhân viên công ty này? Công việc điều tra dịch tễ vẫn đang được tiếp tục ở ổ dịch lớn nhất cả nước. Liên quan đến ổ dịch ở Bệnh viện Bạch Mai, đã có 20 quận huyện ở Hà Nội có trường hợp dương tính. Ngoài ra, ổ dịch này đã liên quan đến 5 địa phương là Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Nguyên đều có người dương tính. Do vậy, việc rà soát, cách ly, xét nghiệm đang được làm khẩn trương để ngăn chặn lây nhiễm. Theo Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung, dịch bệnh đang bước vào giai đoạn vô cùng nguy hiểm. Theo nhận định, số ca mắc COVID-19 ở Việt Nam tăng nhanh từng ngày và có nguy cơ cao lây nhiễm trong cộng đồng. Dự báo, dịch bệnh sẽ lây lan nhanh trên diện rộng, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe con người và kinh tế xã hội của đất nước. Thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, với tinh thần coi trọng sức khỏe và tính mạng của con người là trên hết, để tiếp tục chủ động ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị số 16 có hiệu lực từ 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2020 với các biện pháp nâng cao hơn so với chỉ thị 15. Theo đó, thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày từ 0 giờ ngày 1 tháng 4. Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2020 trên phạm vi toàn quốc theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định. Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại các nhà máy. Cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu, không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác. Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp. Không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng. Bộ Y tế, Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phải thần tốc, cương quyết, dồn mọi nguồn lực và bằng mọi giải pháp xử lý triệt để các ổ dịch tại Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội, Quán Ba Bút Đa thành phố Hồ Chí Minh. Tranh thủ từng giờ từng phút để truy vết, áp dụng các biện pháp phù hợp đối với tất cả các trường hợp có nguy cơ tiếp xúc với người bệnh, người qua lại ổ dịch. Tiếp tục kêu gọi người dân đã qua lại các ổ dịch này khai báo y tế và yêu cầu liên hệ để được xét nghiệm. Yêu cầu Bộ Công an phối hợp với ngành y tế lập danh sách những người liên quan đến các hoạt động của công ty Trường Sinh có nguy cơ lây nhiễm để theo dõi y tế, giám sát, cách ly, xử lý nhanh triệt để các nguồn lây dịch bệnh. Các cơ quan đơn vị nhà nước bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà. Chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc tại công sở. Tăng cường tổ chức họp trực tuyến. Người đứng đầu chịu trách nhiệm về việc cán bộ, nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch tại công sở. Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ bản dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng, hạn chế tối đa việc di chuyển từ địa bàn khu vực này sang địa bàn khu vực khác, dừng việc di chuyển từ vùng có dịch đến các địa phương khác, trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất. Chỉ đạo các bệnh viện thực hiện các quy định và quản lý chặt chẽ, tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện. Kiểm soát chặt chẽ, yêu cầu kê khai y tế bắt buộc đối với bệnh nhân, người nhà, người chăm sóc bệnh nhân. Mỗi một bệnh nhân chỉ được một người chăm sóc, dừng việc thăm bệnh nhân tại các cơ sở y tế. Có quy định chặt chẽ về tiếp nhận bệnh nhân, không để một cá nhân lây nhiễm làm ảnh hưởng đến hoạt động cho toàn bộ bệnh viện. Đề xuất cụ thể cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong nước sản xuất trang thiết bị, dụng cụ y tế, đặc biệt là máy thở, máy theo dõi bệnh nhân, máy truyền dịch, máy lọc máu. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ các phương án, kịch bản và khả năng ứng cứu
đối với trường hợp khẩn cấp về dịch. Tổ chức sắp xếp việc tiếp tục khám chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, đảm bảo an toàn cho cán bộ, nhân viên y tế và nhân dân theo đề nghị của Ban Chỉ đạo và Bộ Y tế, hỗ trợ tạo điều kiện cho Hà Nội kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn. Bộ Y tế tổng hợp và định kỳ công bố 2 lần một ngày kết quả xét nghiệm dương tính ở các địa phương, đảm bảo chính xác. Tạm thời đóng cửa các cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ dành cho người qua lại từ 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2020 trên tuyến biên giới với Lào và Campuchia, kiểm soát chặt chẽ việc nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế trên các tuyến biên giới đường bộ. Tất cả người nhập cảnh từ Lào, Campuchia đều phải cách ly tập trung 14 ngày. Bộ Quốc phòng chỉ đạo tổ chức, sắp xếp, mở rộng các cơ sở cách ly tập trung, tách bạch các trường hợp mới cách ly và đang cách ly, không để lây chéo, tăng cường quản lý đường mòn, lối mở trên các tuyến biên giới. Bộ Công an tăng cường chỉ đạo việc đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, nhất là đối với vùng nông thôn. Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan xử lý các vướng mắc trong xuất khẩu khẩu trang vải, yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm không giới thiệu và triển khai gói bảo hiểm liên quan đến bảo hiểm đối với bệnh COVID-19. Các bộ ngành địa phương và các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, ủng hộ chủ trương bảo vệ sức khỏe của nhân dân, chấn chỉnh một số báo rút tích gây hoang mang, hiểu nhầm, người chịu trách nhiệm phòng chống dịch không phát ngôn gây hoảng loạn trong nhân dân. Bộ Công Thương, Ủy ban Nhân dân các địa phương chú ý bảo đảm hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu cho nhân dân. Để lý giải rõ hơn các yêu cầu vừa nêu trong chỉ thị 16 của Thủ tướng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, người phát ngôn Chính phủ khẳng định, yêu cầu cách ly xã hội không phải là phong tỏa đất nước như một số quốc gia đã làm. Tùy thuộc vào diễn biến của dịch bệnh, Chính phủ sẽ đưa ra các khuyến cáo yêu cầu ở mức độ phù hợp. Dịch bệnh diễn biến phức tạp hơn, các yêu cầu chỉ đạo sẽ ở cấp cao hơn. Đây là những dự lệnh, những khuyến cáo hạn chế, yêu cầu mà lãnh đạo Chính phủ đưa ra, chưa phải lệnh cấm. Cách ly toàn xã hội 15 ngày mới là dự lệnh, khuyến cáo, chưa phải lệnh cấm. Việc này cũng không đồng nghĩa với phong tỏa đất nước. Chúng ta còn tự do đi lại, nhưng trong giai đoạn dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, tình trạng đi lại cần được kiểm soát từ địa phương này đến địa phương khác. Đồng thời, nên ở trong nhà nhiều nhất có thể, chỉ nên ra ngoài khi thật sự có việc cấp thiết để duy trì khoảng cách xã hội. Đây là cách ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh đã chứng minh là có hiệu quả ở nhiều quốc gia. 15 ngày tới là giai đoạn vàng có ý nghĩa quyết định để khống chế dịch. Cùng với các địa phương trong cả nước, Hậu Giang đã nghiêm túc thực hiện chỉ thị 15 và giờ là chỉ thị 16. Đến nay, Hậu Giang đã lập 13 chốt liên ngành có nhiệm vụ kiểm soát người và phương tiện ra vào địa bàn bằng đường bộ nhằm ngăn chặn dịch lây lan. Ghi nhận của phóng viên chương trình. Mỗi chốt kiểm soát đều có lực lượng công an giao thông, quân sự, y tế để tiến hành dừng các phương tiện và kiểm tra thân nhiệt, nắm thông tin lịch trình và yêu cầu hành khách, người dân tuân thủ đeo khẩu trang, khai báo tờ khai y tế. Đối với những người có yếu tố dịch tễ, sốt cao sẽ được giữ lại và báo cáo ngay với Trung tâm Y tế huyện để theo dõi, đưa đi cách ly tập trung. Đến nay, toàn tỉnh Hậu Giang đã thành lập 13 trạm kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các cửa ngõ ra vào tỉnh. Tỉnh giao cho công an chủ trì phối hợp với các cái ngành địa phương để lập các cái chốt để mình kiểm soát người ra vào, đặc biệt là những cái người dân mà đi vào được Hậu Giang, vào những cái vùng mà đang có dịch, thì để làm sao mình có thể kiểm soát được và đảm bảo được cái việc giám sát y tế. Thì như vậy thì nó sẽ hạn chế được cái sự lan rộng nếu mà không may có một cái ca nào đó nó dương tính với COVID-19. Việc thành lập các chốt thời điểm này là rất cần thiết để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 từ bên ngoài xâm nhập vào tỉnh. Bên cạnh sự nỗ lực của ngành chức năng, thì ý thức chấp hành, sự tự giác, trung thực của mỗi người dân là vô cùng quan trọng để cùng với các cấp chính quyền đẩy lùi đại dịch. Đối với người dân, nên ở nhà, giữ khoảng cách tối thiểu 2m với mọi người xung quanh, không tụ tập đông người, hạn chế sử dụng phương tiện công cộng. Việc cách ly tại nhà, thì người trong gia đình và bản thân người được cách ly phải tuyệt đối chấp hành. Hạn chế tiếp xúc người trong gia đình, chỉ ở trong phòng và phải đảm bảo thông thoáng, không sử dụng điều hòa, đeo khẩu trang và thường xuyên rửa tay. Tỉnh đã bố trí kinh phí đầu tư thiết bị, hóa chất, đồ bảo hộ để phục vụ công tác điều trị. Ngoài ra, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nếu trong tình huống có ca dương tính, sẽ khoanh vùng thật gọn để cách ly, dập dịch triệt để, thậm chí có thể cách ly một xã như các địa phương đã từng làm.
với những giải pháp cứng rắn từ trung ương đến địa phương, mong rằng dịch bệnh sẽ được kiểm soát. Nội dung tiếp theo của bản tin chuyên đề hôm nay, đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp ở châu Á-Thái Bình Dương, cảnh báo số ca nhiễm trong cộng đồng tiếp tục gia tăng. Máy trợ thở dùng cho bệnh nhân COVID-19 nặng thiếu hụt nghiêm trọng trên toàn cầu, nhiều doanh nghiệp lớn bỗng thêm nghề tại rãi. Vào ngày 31 tháng 3, Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO khu vực Tây Thái Bình Dương nhận định, đại dịch COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra sẽ còn kéo dài ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, bởi số ca lây nhiễm cộng đồng gia tăng nhanh chóng là tình cảnh chung ở nhiều quốc gia trong khu vực. Tổng hợp những diễn biến mới nhất. Cảnh báo được đưa ra, các nước đang có số lượng ca mắc giảm dần, không nên lơ là cảnh giác, nếu không số ca nhiễm có thể tăng nhanh trở lại. Theo số liệu mới nhất, tại Nhật Bản, số ca nhiễm COVID-19 đã lên tới 2.000 trường hợp, 62 ca tử vong. Tại đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc ghi nhận 682 ca nhiễm. Trung Quốc đại lục ghi nhận 1 ca tử vong do COVID-19 và 44 ca nghi nhiễm mới đều là các ca nhập cảnh. Tính đến ngày 31 tháng 3, số người mắc COVID-19 tại Trung Quốc đại lục là 81.518 người và 3.305 người tử vong. Theo số liệu thống kê của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc cho biết, tổng số ca COVID-19 ở Hàn Quốc là 9.786 người và số ca tử vong là 162 người. Bộ Y tế Campuchia cũng công bố thêm 2 trường hợp mắc COVID-19 ở thành phố Siem Reap, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 lên 109 người, trong đó 23 người đã hồi phục hoàn toàn. Myanmar ghi nhận ca tử vong đầu tiên do nhiễm COVID-19. Myanmar hiện ghi nhận 15 ca mắc COVID-19, chủ yếu là những người từ nước ngoài trở về. Trước đó, Bộ Y tế nước này cảnh báo nguy cơ rất cao một đợt bùng phát lớn dịch COVID-19 sau khi hàng chục nghìn người di cư đang làm việc ở Thái Lan đổ về nước trước khi đóng cửa biên giới. Ngoại trưởng Indonesia thông báo, chính phủ nước này quyết định cấm nhập cảnh và quá cảnh đối với toàn bộ hành khách nước ngoài để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19. Quyết định trên không tính tới người nước ngoài có giấy phép lưu trú và một số chuyến thăm ngoại giao. Cập nhật tới thời điểm này, số ca nhiễm và chết lần lượt là 1.528 và 136 ca. Giới chức y tế Thái Lan cho biết, nước này đã ghi nhận thêm 127 ca nhiễm mới và 1 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca bệnh lên 1.651 bệnh nhân và tổng số trường hợp tử vong lên 10 người. Chính phủ Thái Lan đã trấn an đội ngũ y tế cùng các quan chức nhà nước và tình nguyện viên rằng họ sẽ được cung cấp đủ khẩu trang. Cũng theo nhận định của Tổ chức Y tế Thế giới tại châu Á-Thái Bình Dương, các biện pháp hiện nay để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 chỉ đơn thuần là kéo dài thời gian để các nước chuẩn bị cho trường hợp lây nhiễm cộng đồng quy mô lớn. Và kể cả với tất cả các biện pháp này, nguy cơ lây nhiễm cộng đồng trong khu vực sẽ không chấm dứt chừng nào dịch bệnh còn tiếp diễn. Thưa quý khán giả, một trong những thách thức lớn nhất mà các nhân viên y tế toàn thế giới đang phải đối mặt giữa đại dịch COVID-19 trong lúc này là làm sao cứu được nhiều sinh mạng nhất, trong khi số người cần được chăm sóc tích cực tại một số nơi đã vượt quá năng lực hạ tầng y tế. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, 1/6 số người bệnh COVID-19 sẽ chuyển bệnh nặng hơn, tới giai đoạn khó thở và có thể phải dùng tới máy thở để hỗ trợ hô hấp, duy trì sự sống. Tuy nhiên, tình trạng thiếu máy thở đang ngày càng trầm trọng ở các quốc gia có số ca nhiễm tăng nhanh. Nhiều công ty sau một đêm bỗng có thêm nghề tại trái. Tại Mỹ, quốc gia hiện có số người bệnh COVID-19 cao nhất thế giới. Theo ước tính, có khoảng 960.000 người bệnh trong nước có thể phải dùng máy thở trong đại dịch. Tuy nhiên, Mỹ hiện chỉ có khoảng 200.000 máy thở. Nghĩa là nếu có số người bệnh nặng lên đến 1 triệu người, thì máy thở chỉ đáp ứng được 20% yêu cầu. Đó là chưa kể có khoảng phân nửa số máy thuộc đời cũ không đạt yêu cầu điều trị người bệnh nặng. Tại Anh, số máy thở còn ít hơn nữa, chỉ có hơn 8.000 máy thở. Trong khi đó, chính phủ Anh cho biết sẽ cần một lượng máy thở gấp 4 lần hiện nay cho giai đoạn đỉnh dịch. Anh đã đặt mua thêm khoảng 8.000 máy thở từ nước ngoài. Tình trạng thiếu máy thở còn đặc biệt nghiêm trọng hơn tại những nước có hệ thống y tế hạn hẹp. Trước tình hình này, các nhà sản xuất máy thở đang phải tăng gấp đôi, gấp ba công suất bình thường. Thậm chí các hãng sản xuất xe hơi cũng phải vào cuộc. Trước đó, chính phủ Anh đề nghị các nhà sản xuất xe hơi đang hoạt động trong nước, gồm Ford, Honda và Rolls-Royce, tham gia sản xuất máy thở.
tại Mỹ, Tổng thống Trump đã kích hoạt cả đạo luật sản xuất quốc phòng DPA để buộc hãng xe hơi GM sản xuất máy thở. Giám đốc sản xuất của GM cho biết, tới mùa hè năm nay, họ dự kiến đạt năng suất 10.000 máy thở một tháng. Tại Ý, do tình trạng khan hiếm máy trợ thở, một số bệnh viện nghĩ ra cách chế tạo mặt nạ trợ thở từ bộ dụng cụ lặn, mang đến hy vọng cho những bệnh nhân bị suy hô hấp vì COVID-19. Chiếc mặt nạ trợ thở này có cấu tạo chính như mặt nạ lặn. Chúng được đánh giá là có chức năng tương đương mặt nạ CPAP, một dụng cụ y tế chuyên dụng trong phương pháp trị liệu oxy cho các bệnh nhân có vấn đề về hô hấp. Sáng kiến kiểu thời chiến này đã được các bệnh viện tại các quốc gia khác học hỏi và ứng dụng. Tuy nhiên, tình thế ở Anh là vấn đề đáng suy nghĩ. Giới chức y tế Anh dự báo 2 tuần tới nước này sẽ bước vào đỉnh dịch và bất chấp nỗ lực huy động của chính phủ, nhiều nhà sản xuất cảnh báo họ không thể lo đủ máy thở kịp thời hạn chót. Như vậy, e rằng nước Anh không có đủ lượng máy thở cần thiết khi bước vào đỉnh điểm của dịch bệnh. Thưa quý khán giả, nhắc lại lời của Thủ tướng Chính phủ, dịch bệnh COVID-19 đã bùng phát trên phạm vi toàn cầu, làm trên 800.000 người mắc, hơn 36.000 người tử vong ở trên 200 quốc gia vùng lãnh thổ và chưa có dấu hiệu dừng lại. Ở Việt Nam, số ca mắc đang tăng nhanh từng ngày và có nguy cơ cao lây nhiễm trong cộng đồng. Dự báo dịch bệnh sẽ lây lan nhanh trên diện rộng, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe của con người và kinh tế xã hội của đất nước. Do đó, trách nhiệm của mỗi người dân đối với đất nước, cộng đồng cần phải được nâng cao thêm một mức, tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch từ Ban Chỉ đạo Quốc gia, Chỉ thị 15 và mới đây là Chỉ thị 16 của Thủ tướng, với tinh thần tỉnh nào ở tỉnh đó, huyện nào ở huyện đó, xã nào ở xã đó, thôn nào ở thôn đó và nhà nào ở nhà đó. Và nội dung này cũng đã khép lại bản tin chuyên đề ngày hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào và hẹn gặp lại.